Vào khoảng 23 giờ hàng ngày, khu vực đường D Nghi Tàm xuất hiện một nhóm người nước ngoài đến đây dùng những bình sơn để vẽ. Họ không chỉ vẽ vào thành đê mà còn vẽ vào cả cửa một số nhà dân ở gần đó, khiến nhiều người bức xúc. Nhiều người dân đi qua khu vực nhìn thấy nhưng cũng không nhắc nhở mà còn đứng xem. Ông Hoàng Xuân Sáng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã nắm được việc đường D Nghi Tàm vừa được sửa chữa đã bị bôi bẩn. Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ xóa bỏ những hình ảnh vẽ này. Đa phần các hình vẽ được vẽ lén lút vào ban đêm khi ít người qua lại và khiến lực lượng chức năng khó khăn trong việc ngăn chặn. Sau sự việc, thì Ủy ban Nhân dân phường Yên Phụ sẽ tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân và sẽ có phương án thích hợp để lấp khoảng trống trên đoạn đường D Nghi Tàm.